Hello mọi người nha. Mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hello mọi người. Hello. Nãy giờ tôi chờ mọi người vô đông đủ đấy để chơi game này nha mọi người nha. Hello. Hôm nay mình sẽ chơi game Ma Thái các bạn. Đây là game kinh dị Thái Lan nha. Thì nghe cảnh báo là cũng rất là đau tim đấy. Thì đây là game kinh dị ngắn. Kinh dị ngắn thôi. Tầm nếu mà chơi nhanh tầm 2 tiếng hơn đấy. Let's go. Trời má nó cái cảnh intro làm tôi nhớ cái game Evil Within ghê mọi người. Há lao cái cửa. Ô. Ở chơi. Không không có đoạn phim gì hết trơn à. Rồi bỏ mẹ luôn. Tôi đi uống nước đây, tôi sẽ quay lại ngay. À là cái người người chăm sóc mình đúng không? Ôi. Mới vô vô bệnh viện luôn mọi người ạ. Cái gì đây? Cái này quần què gì? À cái này như là cái dây chuyền của Thái mọi người. À như là cái dây chuyền may mắn đấy. Hả? À, nấu tô mì à? Trời sướng vậy. Rồi đi nhá. Ôi má mở cửa vậy hả? Trời mở cửa vậy à. Ôi trời kinh vậy. Hả bệnh viện kinh thế. Mà Thái Lan đấy mọi người. Ôi mở cửa gì kinh vậy. Má tí nữa chạy là sốc hén luôn mọi người. Tour là hẹn là 12 giờ. Giờ 12 giờ tôi mới vô được. Nên bây giờ tôi phải chủ động trước thôi. Hả? Mua cho mì bundle cái gì vậy trời. Đã tối rồi ăn chừng sốt ruột á. Ừ tôi đi kiếm chỗ mở cửa nè mọi người. À ra da tôi phải ghi thêm cái chữ Ma Thái vô cho mọi người biết nữa. Rồi cái gì đây, tờ báo về 5 người bị sát hại. Trời ơi khi chết cha rồi, chết mẹ rồi mọi người ạ. À. Chết con mẹ rồi. Vãi chờ đậu luôn, vãi chờ đậu xanh. Trời ơi tôi bị nhốt nhà vệ sinh rồi mọi người, tôi bị nhốt nhà vệ sinh rồi. Ủa ai mở vậy? No 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 no. Ôi ai trên vậy? Ôi má khiếp khiếp, ai vậy? Chết mẹ rồi. Rồi xong. Ui ai mở cửa vô kìa. Ê đừng 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 đóng lại đóng lại. Đóng lại đóng lại. Khiếp quá mọi người à. Hello anh Quân nha. Hello anh Quân. Alo. Alo. Vãi cả đái. Ghê thật. Má ơi con kem này nó điên rồi mọi người ạ. À. Con kem này nó điên rồi. Con kem này nó bị điên. Ơ. Cái gì vậy? Vai ca trưởng. Tìm hiểu xem cái tiếng đó từ đâu. Má ơi. Cái này mà cái cửa mà mở kiểu này là chết rồi còn gì nữa. Ôi rồi ôi. Không chưa có đèn pin nữa chứ. Từ từ để tôi bật bật cái khỏi đi. Khỏi đi khỏi đi. Đi đi tiếp. Tăng độ sáng lên chứ làm gì mọi người ngại. Tăng độ sáng cao cao lên. Đấy. Rồi. Đi. Mai có game Việt Nam kìa. Đoạt mệnh đoạt đoạt gì kìa. Ngày mai có game Việt Nam đấy. Ghi Việt Nam lấy bối cảnh Đà Lạt cho mọi người. Rất chạy mất dép à. Rồi xong cuộc đời là bế tắc. Cuộc đời là những ngày bế tắc mọi người à. Vãi chưởng. Úi dồi ôi. Mắc gì sợ à. Úi dồi mấy bạn cứng quá. Thanh niên cứng của năm nha. Ừ. Rồi đi. Ôi. Cái quỳnh què gì vậy? À, cái quần què gì đây? Trời ơi, má ơi.
thù với là chết luôn á. Tôi cần đồng cỏ lao cơ. Trời ơi, còn đồng cỏ lao tới tháng 8 rồi em ơi. Từ mình cứ chơi được. Nói chung là giờ mình cứ suy nghĩ cái này là chỉ là cái game ta lập trình rồi kìa, để chúng ta đỡ sợ nhá. Game mang đậm chất miền Tây hả? Nó lấy chủ trì Vinh đấy. Ừ, game này sốc tim lắm. Ôi rồi, ôi rồi. Ôi rồi ôi, nó sợ thế. Trời ơi, tua đâu? Tua. Không thấy tua. Không thấy tua nhỉ? Vô mở mở đi. Khiếp vãi. What? Vãi cả trưởng. Trời ơi. Nó sợ vãi. Ơ. Vô. Alo. Bấm. Rồi đi. Mấy anh nghĩ sợ mình gì một mình vậy trời. Ừ. Vô là tới nái là sao? Ơ kìa. Chết con mẹ rồi. Trời ơi tôi ơi. Từ từ đi cầu cứu Hương cái. Đợi xíu cầu cứu Hương cái mọi người ạ. Để tôi hỏi xong chưa đã. Sắp tới hả? Mọi người biết đường nói trước nha. Trời ơi sợ phải. Ờ rồi. Nữa. Ừ mèo vô chơi đi. Ừ mèo vô. Mời mèo remote vô chơi liền nha. Ê. Trời ơi má ơi bật tivi nữa. Hôm qua anh phá ra khủng long đó nha. Nói trước hôm qua anh phá ra khủng long một mình đấy. Ơ. Cái quần què sao cái bánh đây vậy. Má game quần què vậy. Rồi thôi rồi. Tôi thấy cái này là đéo đéo ổn rồi đó. Cái này là không ổn rồi mọi người. À, game này có custom custom đâu mà custom. Game kia có chuyện mà custom cái gì. Ôi ôi má ơi. Khiếp. Khiếp quá. Hello Lucy. Ê! Trời ơi. Hello Lucy. À, trời ơi. Đừng có zoom scare nha, chết mẹ đấy. Game điên thiệt rồi mọi người ạ. À. Ơ. Má ơi nó điên thiệt rồi. Nãy con game mẹ điên rồi mọi người. Không có nữa mấy bạn này kỳ quá. À. Bạo lực vãi. Đòi solo cái đồ. Không biết có chốt được. Ôi rồi ôi khiếp khóa cửa mẹ rồi khóa cửa mẹ rồi mang được cái gì nữa trời ơi này có anh test luôn à ghê test nữa chứ chơi cứ chơi đi còn test test cái gì YouTube đầy mình ra chơi 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 ơi. Ồ. Cái gì vậy? Ồ. Ê. Chạy, chạy đi. Chạy. Ơ. Chạy. No, chạy đi, chạy đi. Chạy. Chạy. Ơ. Chạy. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi rồi ôi má tới rồi tới con mẹ rồi ơ à, thôi thôi chạy đi à, rồi ôi ôi rồi ôi ôi chết mẹ rồi thôi 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 chết mẹ rồi thôi 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 chết mẹ rồi ôi à, game khốn nạn à, cái thằng làm game mới điên rồi mọi người à. Cái thằng làm game bị điên rồi.
Cái thằng làm game bị điên rồi. Nó nghĩ sao vậy? Mẹ ơi. Khiếp vãi. Má đầu tiệp kinh luôn. Vâng. Sợ khiếp luôn mọi người ạ. Rồi xong bây giờ mới vô Custine nè. Đấy, bệnh viện. Bệnh viện ở bên Thái mọi người ạ. Nhà mà nhân vật đang nói là tên là Marisa. Quên. Sợ thế nha. Tuy nhiên vẫn còn một số câu chuyện kỳ lạ chỉ những người đi qua đây. À, họ nói rằng họ thấy những cái bóng rất là bí ẩn và nghe cái tiếng thét rất là thảm khốc. Mới chapter 1 thôi mà thấy kinh khủng rồi, má qua chapter 2 là tè luôn á. Lần cuối tôi thấy Araya là ở năm trước và cô ấy biến mất một cách bí ẩn. À, Araya là tên một cô gái mọi người ạ, là cô gái mất tích. Rồi xin nữa đi vô. Mà lem liền. Trời ơi. Marisa. Vào ngày mà một ngày kia tôi nhận được tin nhắn từ Araya nói rằng cô ấy đang ở bệnh viện. À, tức là mình nhận một tin nhắn nặc danh ấy, tin nhắn để tên bạn mình ấy mọi người. Nên mình phải vô bệnh viện khám phá. Đó, tới rồi kìa. Rồi bây giờ tới đây. Thì em tên là Araya, em Thái nha. Sao? Ok mọi người đi nha. Nha, đây là Thái Lan, game này 2 tiếng. Thì trong lúc chờ tôi mắt tôi phải đi lấy nước rồi mọi người. Cái này tôi chơi tôi bị khang họng luôn á. Nói tôi quên chăm nước nữa. Rồi. Cái gì đây? Hồi bệnh viện nè. Như bạch nữ nha mọi người. Gặp vai bạch nữ nha. Nơi này đã thay đổi nhiều rồi. Rồi. Có rất nhiều tổn thất ở đây. Rồi đi thôi nha lên. Ôi. Má ơi đây công viên nè. Hết hồn chưa? Con nhỏ này thiệt chứ. Cứ thấy tin nhắn là đau đầu vô đi tìm. Trong khi tôi, người chơi tôi thừa biết là tin nhắn đó là dụ mình tới rồi. Là mình bị dụ dỗ rồi. Ôi trời ơi má ơi. Sorry. Ai vậy? Anh ơi. Anh ơi. Anh đâu vậy? Cho em vô với. Rồi sao đi luôn rồi mọi người ạ. Trời ơi, người ta không vô được thì cho tao vô đi. Má chú này. Đi khuất mắt tôi luôn. Ha, đi cứu bản thân mà quên áo mưa đúng không? Ừ. Trời ơi má ơi. Má ơi khiếp quá mọi người à. Không biết ai làm game này nữa. À đi đây đúng không? Rồi đi. Ui. Ơ. Ơ. Cái bóng của ai vậy? Ôi bóng của ai thế? Khi Araya đấy mọi người ạ. À. Không có gì phải sợ à. Ok. Trời ơi. Đèn pin đây nè mọi người. Mà điện thoại. Vậy là khả năng sẽ hết pin đấy. Khả năng là hết pin đấy. Ô. Cái quỳnh que gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Là bàn thờ gì đấy? Thời ai đây? Alo? Alo? Chắc nơi linh thiêng á, tôi nghĩ là chắc là chỗ linh thiêng á. Giống như là điểm an toàn đó mọi người. Chơi bùa ngải luôn hả? Trời khiếp vậy. Ờ, rồi đi. Cái tiếng ở đây. Này cái miếu hả? Ừ, cũng đúng. Alo. Gọi đi nha. Alo, có ai không? Đường hộ tôi nha. Gọi đi nhanh lên. Trời ơi, má đường tôi bệnh viện cực thế nhờ. Con dán, trời con dán chứ có phải cái gì đâu, mọi người la dữ vậy. Rồi đi. Get go. Ờ đúng rồi đi, ít ra là gì? Ít ra khi mà mình đi như vậy mình phải chuẩn bị mang hay bùa hộ thân hay là mang vũ khí hay là mang
mang cái gì đó để mình phòng thân chứ đúng không mọi người, đi có cái thân với cái điện thoại à, thêm cái căn cước giấy tờ nữa là đủ luôn mọi người, chắc sắp rồi đó hả. Thì đây nè, trước mặt luôn, sắp gì nữa. Hello, ai đấy, ai đây nha, phải bạn không? Bị dụ rồi, dụ mẹ rồi còn gì nữa. Từ từ tôi đi lấy nước xíu mọi người, uống nước nha, uống nước nha. À, khác quá. Ghê chứ. Hù hả? Có hù không? Có hù hả? Tụi mới má ơi, tụi mới đi uống nước xíu quay lại mọi người loạn hết trơn rồi. Mới đi uống nước chút thôi đấy. Rồi vô. Chưa đoạn đó đúng không? Có khi khi đây khi nó lú ra đâu ra không thì có khả năng lắm. Ừ, rồi hồi nãy đấy, hồi nãy lúc mà mình trốn, lúc mà mình chạy trốn đi bệnh viện đấy, nó dí mình vô trong đấy là nó xuất kỹ bất thình lình luôn đó mọi người. Ui, tại sao đi theo nó không có được, đi theo là một sai lầm đấy. Trời ơi, đi theo là một sai lầm đấy mọi người à. Trời đất, rồi chơi nó luôn. Trời ơi, mấy mấy bạn của tôi gu gu cứng nha. Trời sao tối quá mọi người ạ. À. Ủa má tắt là tối thui luôn á. Trời ơi quá trời đường luôn. Trời ơi. Chơi được gì nữa. Má đường nhiều vậy. Ngày mai là có game Việt Nam mới mọi người, nên ráng cho xong đêm nay đi. Rồi nhanh lên. Nhanh 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 nhanh. Game Việt Nam lấy bối cảnh Đà Lạt cho mọi người. Cái gì mà đoạt mệnh gì á, cái tên gì á, show cái gì, Tekken Show gì á. Trên Steam có rồi đấy, ngày mai sẽ ra chính thức. Ừ. Trời ơi, còn Insert Full nữa. Nó phải đi tìm cái cầu chì mọi người ạ. À. Cái con que đấy. Master key à. À chìa khóa chủ nhà đúng không. Rồi. Nên chịu. Phải cố gắng qua kiếp nạn này thôi mọi người ạ. À. Ôi giời ơi. Cái game khiếp vãi. Nó tối tăm quá giống cái hơn. Làm tôi nhớ đến cái vụ án hôm Sweet Home mọi người. Nó làm tôi sợ nha. Tôi nhớ cái vụ hôm với hôm tôi sợ lắm á. Ôi. Hôm với thơm là tôi rất là sợ luôn á mọi người. Chơi xong rồi tôi nhẹ nhõm luôn á. Khóc tiếng hén luôn á. Má giờ tới game này nữa. Trời ơi. Alo. Cái vùng quê gì vậy? À. Cái gì đây? À tờ báo mọi người ạ. À. Mà để khôi đi. Tôi không đọc đâu. Đọc nhiều mất thời gian đó. Rồi. Rồi ở đâu nữa? Có đâu có gì đâu. Chơi ba game này người như trên mây. Ừ đúng 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 đúng. Chơi với game này mà tôi mệt mỏi luôn á. Rồi đi. Get go. Nếu không mà kinh nghiệm thì mình cứ cắm đầu mà chạy mọi người à. Sau bao nhiêu lần tôi thất bại tôi rút bài học rồi. Bị giấy là chỉ có nước cắm đầu vô chạy thôi. Rồi đi, nhanh lên. Ủa mà nãy Master Key gì để mở cái gì ta? Cái này toilet là thôi 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 chết mẹ rồi. Nghe toilet tôi sợ gì mọi người. Làm gì làm chứ toilet tôi sợ lắm. Sợ nhất là bộ toilet đấy. Rồi mở. Alo.
Em đâu rồi? Cái gì đây? Cái gì vậy? Test document has to read. Ôi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ khiếp vậy. Ôi. Tối tăm và sợ hãi mọi người ạ. Alo. Alo. Rồi. Ở đâu? Rồi rồi rồi, đây đây. Đây rồi. Ngon, ngon. Ngon nha. Rồi má tôi thấy ông bất ổn rồi đó. Cái gì mới đỏ đỏ kìa. Cái gì mới ló ló kìa mọi người. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cho tôi lý do để tôi ngưng game này đi. Chiếc xe tự chạy hả? What the fuck? Ủa tua vô chưa? Ủa tua vô chưa vậy? Tua ơi, tua à. Tua đâu rồi? Trời ơi. Ngay lúc tôi cần bạn nhất, bạn đi đâu rồi? Sợ quá. Rồi. Tiếp. Ủa khoan, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Đường này đi sai rồi. Hình như là ở cầu chì bên bên kia mọi người ạ. Rồi đi, đi nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Rồi ok đi nhá. Ok. Để xem nào. Lắp 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 lắp. Còn một cái cầu chì nữa. Còn một cái mọi người ạ. Ừ thì kiểu phải đọc tôi có manh mối mọi người. Giờ phải kiếm đủ cầu chì mọi người ạ. Ừ. Phải kiếm đủ cầu chì nữa. Ừ hai cái thấy mà nãy có nói là cần hai cầu chì đấy mọi người. Ôi rồi ôi. Đi đâu cũng kinh hết. Ở đâu cũng kinh dị. Alo. Alo, đừng hù nhá. Chết đấy. Đâu rồi? Ở đây đúng không? Không mở được. Là như thế nào? Không, chưa lại phải rồi. Power need nè. Không, phải phục hồi nguồn điện đó mọi người. Phải phục hồi nguồn điện nó mới được. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Phải kiếm cầu chì nữa nè. Cầu chì ở đâu ta? Giờ còn một cái nữa. Thế là thiếu cái cầu chì. Ơi, cái gì vậy? Ok nha, ok nha. Rồi. Ở đâu ta? Alo. Alo. Rồi. Anyone? Vô Pepsi à? Rồi, máy ra chắc rồi đấy mọi người. Vô Pepsi chắc mẹ rồi còn gì nữa. Đừng nhá. Sợ nha, đừng có hù nha. Ôi khiếp. Khiếp quá mọi người ạ. Ơi cái tiếng kìa. Có chưa, có chưa, có hù chưa? Lấy lẹ, lấy rồi. Mọi người thấy không, game chưa làm gì tôi, mọi người hù hù kiểu đó đấy. Thế là game kinh dị gì nữa. Cứu bản thân mà bình tĩnh nữa. Trời ơi. Không biết có cứu được không đây này. Đi luôn đúng không? Rồi rồi. Không sao, có anh em. Nói chung là anh em hãy thúc giục, hãy động viên tôi nha, để tôi phát đấu game này mọi người. Làm sớm để còn refund lại game này nữa. Rồi đi đi đi.
Có chết mẹ rồi cậu chỉ đâu quên ta. Ờ, bên đây đúng không? Cậu chỉ bên đây này. Bật. Bật lên. Bật đi. Rồi. Ngon. Lên điện là ngon nha. Lên đèn là ngon. Lên đèn là ngon. Có gì phải sợ cả. Nói điện thoại à. Ê, tối lại kìa. Anh bật điện lên sợ hơn hả? Trời ơi. Gì mà trần thân vậy? Rồi, bây giờ tôi làm gì đây? Tôi làm gì? Alo. Hello. Làm gì nhỉ? À, mở đường này, mở đường, mở đường. Mở đường, mở đường, mọi người mở đường. Ok, đọc. Mọi thứ có vẻ bình thường trong suốt cái ngày đấy. Rồi, nhưng tôi thấy Zid ở gần cái căn cũ một lần nữa. Và tôi nghĩ anh ấy đang trốn cái gì đó ở bên đó. Tôi chắc rằng anh ấy đang giữ cái gì đó. Nhưng mà tôi không biết. Rama. Rồi, ok. Rồi. Ok, nha mọi người đi nha. Ok, đi nha. Ủa sao tối thui vậy? Ơ trời. Rồi, tiêu. À, qua điểm mới mọi người ạ. Qua điểm mới, qua điểm mới. Sorry nha. Để tìm hiểu xem. Anh tắt đi em buồn ngủ quá là sao? Liên quan gì? Có liên quan gì em? Điện kêu kênh tắt là sao? Này ảnh hưởng gì? Buồn ngủ thì ngủ sớm thôi nha. Điện kêu anh tắt cái này là tắt làm sao? Chứ. Rồi, ok đi nha. Chết mẹ, nó kêu kìa. Nó kêu kìa mọi người. Chắc đường này rồi mọi người ạ. À. Có phải cái đường nó dí mình không? Rồi. Chiếc tua vô chưa nhỉ? Rồi đi nhanh lên. Ở đâu? Ở kia kia kia. Phải không? Phải đó không? Nó kìa. Nhớ bạn kìa. Alo. Rồi má. Sao cô cứ chạy hoài vậy Araya? Bị dụ rồi. Bị dụ dỗ rồi. Cứ cả tin đi. Rồi đi đi nhanh lên. Cha mẹ cục đường rồi. Tôi sao ta? Tôi có lòng hận thù trong tôi. Rồi nó ngày một lớn dần mỗi ngày và tôi nghĩ nó bắt đầu chiếm lấy cuộc sống của tôi rồi. Mọi người bắt đầu nhìn tôi, bắt đầu để chú ý chằm chằm tôi trên đường. Tôi là mấy cô đơn, đúng không? Anh bạn có muốn thế chỗ tôi không? Araya, trời, nó muốn mình thế chỗ nó. Mọi người nghe chưa? Nó muốn mình thế chỗ nó mọi người à. Khiếp phải. Nó muốn mình thế chỗ nó à. Cái này không mở được này. Trời ơi. Khiếp quá. Rồi đi nha mọi người. Ra nó hù hả? Hí. Ở đâu? Bên nào? Trời ơi sao tua lâu nhờ. Mọi người chờ xíu tôi nhắn tin hỏi tua xong chưa.
12 giờ rồi. Sao nữa? Rồi ôi. Mọi người nói cứ như thế, thử bạn vô chơi xem. Trời đất. Trời đất. Rồi mail nha, cứ ghim mail rồi nha. Ghim mail rồi đó. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Tiếng mở cửa. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Cuộc đời là sự bế tắc. Rồi, đi. Đi nào. À, sao game rồi à? Ngon. Alo. Qua đi không? Alo. Ở khúc này nó không chơi điện mà chơi đèn cầy mọi người ạ. Này nó chơi đèn cầy rồi. Ở chơi đèn cầy rồi. Tôi phải cho bọn chúng, xử hết bọn chúng trước khi tôi bắt đầu nghi thức. Là sao? Ơ cái gì vậy? Ủa ai kìa? Ủa ai vậy? Đừng có nói là sát nhân nha. Trời, ai biết, không biết. Ồ, có người kìa mọi người, ở đây có người. Ở đây có người mọi người à. Kêu đập luôn á, trời ơi, mọi người sao mà mọi người bạo thế. Người bạo thế mọi người. Rồi đi nha. Hình như game này hơi lâu đấy. Sao tôi thấy ông kia chơi như mấy bữa luôn mà. Chạy, 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 chạy. Ơi. Ơi, có bò theo luôn hả? Ơi, má ơi. Khiếp. Chạy. Nhanh lên. Sát nhân tới rồi. Mở cửa. Bên này, bên này. Ơi, bên này, bên này, bên này. Ôi trời ơi, 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 chết, chết, chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Clip, clip, clip. Đi qua. Có lên không, có lên không? Có lên không? Ôi má ơi. Trời ơi, má khiếp thật. Ôi má ơi, khiếp quá mọi người ạ. Ôi ôi, vậy nè. Alo. Vậy đâu phải chỉ có mỗi ma không đâu. Cứu chị nấy em ơi, là cứu được cứu mẹ ha. Cầm súng cho mọi người này thiệt luôn á. Tôi có cái điện thoại thôi. Súng ở đâu mà có. Lấy điện thoại chỗ nè. Ôi hên là thoát được nó rồi mọi người. Ôi má ơi hên lắm đấy. Cũng hên là nó dọn đường sẵn mình chạy thôi. Trời ơi, tôi nhắn tin rồi ấy chứ. Không thấy quân sư đâu cả. Trời ơi, hay là ngủ chung luôn luôn rồi, hay là ngủ luôn rồi. Kiếm hàng nóng. Trời, game này mà nó mà cho là biết ngay. Cái gì kìa? Thôi 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 thôi, mèo nha, mèo nha. Tôi ghim mèo nha. Tôi ghim rồi đó. Mỗi lần thấy mèo tôi sẽ ghim nha. Tôi nhớ dài lắm nha. Rồi đi. Ôi rồi có rớt xuống nha, má sợ rớt xuống lắm á. Ôi có đúng đường không vậy mọi người? Thì đó, nó bò ngay mặt của em mình không có dám đi theo này mọi người. Ý là mình không biết là đi đi sao, đi theo nó hay đi ra đây, đi cho đúng cốt truyện hay là sao. Trời ơi, nó dí ghê vãi. Tao thử đi đi khúc nó đi coi. Thử cái khúc mà hồi nãy là khúc này nè. Để coi coi nãy nó bò như thế nào. Nếu mà đi theo là chết không. À ở đây cục đường rồi. Khúc này là cục đường rồi. Khúc đó là cục đường rồi mọi người. Ở thế là như thế nào nhỉ? Ôi má, gọi là game này ghê nha. Tôi nói khúc game này là ghê lắm đó mọi người. Chạy dí là quằn lắm luôn á.
Lơ mơ là lên bàn thờ luôn đó. Con game này lơ mơ là lên bàn thờ luôn đấy. Ý thanh máy rồi đi tình nào. Rồi kiểm tra xung quanh trước đi đã. Trước khi làm cái gì phải kiểm tra. Khóa rồi, quên. Rồi đi, đi vô thang máy đi. Đi vô, đi vô. Bấm. À, chết tôi rồi. Trời ơi má ơi. Trời ơi căng nha. Ôi hết chapter 2 rồi à. Tôi ra xong mẹ rồi. Hay là tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi. Rồi, à, tôi an ninh này. Chuyển nhân vật à. Ủa đâu tim nha. Để tôi đổi nhân vật khác là nhân viên bảo vệ an ninh mọi người à. Rồi. Thấy xà quần nữa rồi đấy. Bắt đầu xà quần nữa rồi. Vậy là tức là bây giờ game này là mình sẽ giải quyết cái thằng sát nhân đó. Đúng không? Gì mơ trôn trên Việt Nam cái gì vậy chú? Nãy giờ hình như hôm bữa có bạn kia cũng đùa cái đó mấy lần bị ta đảo đấy. Ừ. Solo dí đó hả? Trời ơi, vũ khí chứ. Không có vũ khí mà mọi người cứ đấy có đèn pin này ngon chưa? Thấy là ngon cơm rồi đấy. Do your ground on this floor là cái gì? À giống như là kiểm tra đúng không? Là kiểm tra xung quanh. Rồi cái là ý là kiểm tra xung quanh chỗ này. Ừ đúng rồi. Ủa mấy này em có nhắn tin với Thanh không? Ok đi nha mọi người. Ừ game này là đau tim đấy nha. Có gì đó không ổn thì đi thôi, đi kiểm tra đi. Không biết à. Gì người ta thắc mắc gì chú. Ơ cái gì vậy? Ơ là cái gì? Rồi cứ nói nó gồm nó bắt mình nha. Sợ đấy, sợ sợ sợ. Kìa có tin nhắn kìa, phải tua không? Mới ngủ, vô đi tua ơi. Tua nhắn tin kìa. Rồi nhắn nhắn tin. Rồi tua vô kìa, tuyệt vời. Tuyệt vời. Triệu hồi quân sư. Trời ơi, có quân sư rồi, cuộc đời là nở hoa mọi người ạ. À. Nha. Trời ơi má ơi. Check kia đây, checkpoint nè. Ghê vậy. À, checkpoint, checkpoint. Check in, à giống như là ký bao. Thường là mình làm việc là mình kiểm tra xong gì mình phải ký lên á. Ủa vô chưa? Ở kia. Hương ơi. Hello Hương. Quân sư đâu rồi? Tua đâu rồi? Triệu hồi. Ơi. Trời ơi má hết hồn. Ai bật đèn như giờ nãy bật đèn trời. Y tá kìa, y tá. Y tá mọi người ạ. À. Ôi đêm hôm khuya khoắt có y tá ngồi trong đây tôi thấy hơi bị hơi có vấn đề nha. Em đây à, Lucy à. Hello. Mất tiêu rồi. Má tôi tính vô số số điện thoại mà em mất tiêu rồi. Ha phải. Bởi số kiếp ế là vậy đấy. Thì cho những thanh niên muốn cô gái là sẽ ế đó nha. Sợ đấy, ừ sợ đấy mọi người. Má khiếp thật. Rồi 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 quân sư kìa. Quân sư ơi, hello. Thấy rồi nha, ngon luôn. Cái gì? Mới vô mà ngon nè. Rồi. Chuẩn bị chạy hả nữa. Nãy bị chạy mấy lần rồi đấy mọi người. Rồi má quần què nữa rồi. Lại quần què nữa rồi. Cái game cái hàng làm game bị điên của mọi người à.
À, em bị điên mẹ rồi còn gì nữa. Đừng, 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 đừng. Khúc nào? Dí khúc nào? Ui. Thằng làm... Ồ. Hello. Khúc này à? Khúc này đúng không? Con nhỏ này hả? Con nhỏ này hả? Mới con nhỏ này à? Chưa à? Hello baby. Hello. Hello. Ừ, khi nào tới nói liền nghe Hương ơi, để chuẩn bị nha. Nếu không là không được. Trời ơi má. Má ơi, ai ai mà chơi búp bê vậy trời. Ơi, rồi, chết mẹ. Cuộc đời là bế tắc rồi. Chết mẹ. Chết mẹ rồi. Đừng, đừng có đi, đừng theo anh nha. Đừng theo anh nha. Có đi mà đấy. Cái đường thì tối thế, trái phải, trái phải. Một lần cho đúng cho chính xác luôn nè. Một lần cho chính xác luôn nè mọi người. À, mất tiêu rồi. Chạy đi nè. Từ từ biết trái phải mới chạy chứ. Mới định hình được mới mới biết mà chạy chứ. Phòng nào cũng đi rồi, rồi xong. Game bỏ mẹ rồi. Ôi. Hồi nãy có ông kia cầm cái cây nãy ra ông cầm dao ấy, trời ơi. Khiếp lắm. Trời ơi, tối thế. Từ từ, tôi tăng độ sáng maximum luôn coi. Không thể chấp nhận được. Rồi. Cao nhất luôn rồi đó. À, chỉnh cao vậy mà vẫn chết. Thôi dẹp luôn. Nha. Đại đúng không? Ừ đi đại đi mọi người ạ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đừng có hù nha. Còn yêu đời lắm. Alo. Ui. Ừ, thiệt sợ đấy mọi người. Ê, ôi, ai coi phim giờ này vậy? Ơi. Ai coi phim ơi, giờ này coi phim gì kỳ vậy? Sao? Ồ. Ôi, cái gương này. À, lại ta nhìn thấy được cái gì đó. Có cửa mở ra là đi à. Ủa sao, cái sao, cái sao, sao, sao? Sao con chuột nó cứ nhảy tùm lum hết trơn vậy? Có cửa mở là đi đúng không? Rồi rồi. Để coi có gì trong đây không này, check chứ. Tắt tivi à, thấy chưa? Tôi mà không hỏi là coi như là tôi lòng vòng luôn đấy mọi người. Hình như nó bị lắc lắc hay sao mọi người? Lắc lắc hay sao ấy? Ôi, hello. Ngày mới vui vẻ nha. Hãy gọi em là Baby Yoda. Vì anh luôn chở che nha. Hello. Ơi. Rồi đủ. Đệt. 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 Má ơi. Cuộc sống là vậy sao? Giọt nha mọi người. Tới để coi ý ông sư nói gì đã. Thôi giọt trước đi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mở đi. Mở đi, đéo nói nhiều, đéo nói nhiều. Đâu rồi? Khỏi nói nhiều, chạy luôn. Ở đâu? Đi đi đây đúng không? Đi đây à? Check in đi, check in đi, check in đi. Mẹ ơi. Khiếp quá mọi người à. Rồi khiếp đấy. Check in. Rồi check in rồi, nó không có hiện nữa, check in rồi đấy, nó không có hiện nữa, check in rồi. Cái thằng bảo vệ này thì coi nghỉ việc nè mẹ đi, đã biết nguy hiểm thế thôi nghỉ mẹ đi, chưa ngủ nha. Ừ rồi đâu nữa má ơi. Ra vô à. Ra vô nhớ đóng cửa hả? Nhất thiết phải đóng cửa không? Để phải cái game này mở cửa chậm quá. Game này mở cửa chậm quá mọi người. Thế này dí là chạy không kịp luôn á. Rồi đi.
Rồi, xem nào. Ở đâu? Ở đây chứ không phải rồi mọi người. Tới chưa? Tới nơi cần tới chưa? Trời ơi. Má ơi. Chưa. Rồi đi nhanh lên. Má ơi. Ghê quá. Có gì đó không đúng. Đêm nay thật là khác. Ừ, tôi thấy vậy, tôi cũng thấy vậy đó. Đó, đêm nay là loạn mẹ rồi. Vô cái phòng lúc nào đọc khi đọc chữ hả? À, sao? Tại lúc đó là nói chung là vô phòng là thấy giấy là đọc đúng không? Rồi. Nào đọc được chứ là sao? Thì nào có giấy mới đọc đúng không? Từ từ đi coi đường đi này đang bí bí này mọi người. Game này là đi đại thôi chứ không có đường nào mà đúng hết trơn á. Hả? Cái gì bạn phải là sao? Khúc này là không có đường đi. Nào đọc chữ. À, hiểu 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 rồi. À, là thấy cái chữ bạn sẽ ấy sẽ chạy đúng không? Rồi, ok. Một thấy yên tâm rồi. Thế mình cứ lo ấy thôi. Rồi, má ơi, cái này nè, cái này là tiêu nè. Cái này là chắc chắn là nó đúng không? Thấy thấy cái giấy đỏ là tôi nghi rồi. Nhìn giấy đỏ tôi nghi rồi. Thấy giấy đỏ là thấy nghi rồi mọi người à. Tôi bây giờ tôi mà đọc nha là chuẩn bị chạy rồi mọi người, chuẩn bị ăn quần rồi đó. Rồi thấy tôi ca ca là hiểu rồi đó. Ủa sao mà chạy được cái đường như thế mà chạy được à? You must die kìa, you must die kìa. Chạy đường nào, chạy đường nào, chạy đường nào. Trời ơi, đã nói chạy phải chạy ra đường nào chứ. Tại sao mọi người không nói luôn? Thể nhờ. Nói luôn đi, chạy đường nào để tôi biết tôi chạy này. Alo. Nữa, còn ca ca nữa chứ. Khiếp vậy, đường này chứ không phải đâu. Đi đại luôn đi, liều luôn. Anh chơi là chạy như thiêu thân luôn. Càng quét thế giới luôn. Vâng. Alo. Chào anh, chào em. Cái gì mà cái gì tùm lum vậy trời. Đi thẳng luôn đúng không? Ừ. Thấy hả? Thấy chưa? Không hỏi là đi bậy là mai mới phá đảo đấy. Sao? Cái đèn hại à, ghê luôn. Ừ. Check in, check in. Nhanh lên check, check, check. Rồi. What the fuck? Oh, no. Hello, baby. Ui. Lại là nó. Canh hẹ chắc rồi. Khóa cửa. Đi sao tua. Trời ơi còn chọc tôi nữa kìa. Vô đi rồi, vô đây luôn à. Vô luôn à mọi người. Má vô luôn à. Trời ơi má. Má game khiếp vãi. Vô ngắm nè. Rồi hết. Save game. Tôi đang ở đâu? Ai biết ở đâu? Hỏi ngớ ngẩn thì chứ. Tôi âm thanh nghe kinh dị tôi giảm xuống một chút rồi đó mọi người.
chứ để mất công có nhiều bạn sợ kiểu có kiểu sợ bóng đêm hay là sợ âm thanh đấy. Rồi gì đây, con mẹ đâu, ôi tôi bị bắt rồi, tôi bị bắt rồi, ở đâu đây, cái gì vậy nè? Ủa khoan, tôi thì ra ví theo con bé đi đúng không? Ủa tất cả chuyện này là do cái hàng sát nhân đúng không, đúng không tôi? Ở đâu, ở đây à? Mở, hello, trời ơi khách thì đi tụi gơ đây. Hello em, hello em ơi, em có người yêu chưa, em có người yêu chưa, anh đang cô đơn này, em có người yêu chưa? Ờ đi luôn à. Ờ rồi, nó đóng cửa. Trời ơi, đâu em đi đâu vội thế em ơi, chạy về phía anh này, em chạy về đây phía anh này, em chạy về phía đâu vậy, em lộn bên rồi. Rồi, trời ơi, chào mọi người, coi mọi người coi live stream kinh dị mà tới mức phải quăng điện thoại luôn nè. Cái gì ghê vậy mọi người, ghê vậy. Nếu thế là cái người live stream là mang tội rồi, tội ác luôn đấy. What the fuck, phải làm con que đấy mọi người. Rồi thôi rồi, con bé nhỏ mà hăng quá mọi người à. Anh làm gì đây, anh khoát thế làm cái gì nữa. Ôi rồi ôi khổ. Chờ chờ tôi nói cái đã, sao tôi ra ra ấy. Ủa what the, trời ơi cái quần què vậy trời, ảo mộng ha, rồi là ảo mộng không mọi người, bị dính vô gọi là ảo thuật của Itachi rồi. Follow me à. Rồi đi. Cái quần què đây cái gì đây? Cái gì? Trời ơi. Hello em. Sao buồn vậy? Cái tao sự già. Em ơi. Chết mẹ rồi em ơi. Em ơi. Hello em. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Em ơi. Em à. Hello. Ơ, chết cha. Trời ơi, giống như được kiệt sức luôn hay sao mọi người? Phải. Ở kia, sát nhân kia. Đuổi theo. Nhanh lên. Gấp 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 gấp. Follow the speed person. Mày đâu rồi, mày đâu, mày đâu? Ở đây à? Khóa rồi. Đấy. Rồi, rồi, đi thôi. Rồi. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hân hiu. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ lặng im đứng nhìn. Đâu rồi? Trời ơi. À, sợ phải. Có đường nào ta? Không có nói đường tôi biết đường nào trời. Ấy là nó đi nhanh quá, chở con xe lăn thôi mà. Tự mở à, hay thế, tự mở à. Ví dụ mình đi theo ý là sao, tức là mình đi theo á là mình đi từ từ thôi đúng không mọi người, mình theo mình từ từ thôi. Đằng này má đi mà giống như rầm 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 luôn. Ở đâu, nó đâu rồi, nó đâu rồi, ra đi đường này à. À rồi
Thấy chưa, thấy chưa? Alo, tôi nhỉ? Hello, Trung Kiên nha, người bạn cùng tên với tôi nha. Hello. Bên phải hả? Này đúng không? Không qua được. Không qua được mọi người à. Không qua được rồi, lui lại hả? Ở đây à? Ở đây đúng không? Ở đây à? Giấy à? À, tờ giấy đúng không? Tờ giấy gì? Người đàn ông liên tục gọi là xiên xiên vô và xử cô gái ấy, xong bỏ cô gái ấy vào tủ lạnh. Còn trời ơi, má khiếp. Trời ơi, má ơi, khiếp quá. Vụ án này ly kỳ. Hello, cha đào. Nãy giờ anh gọi tên em mãi. Rồi vô đi à. Vô đi à, có đâu. À, là đi, đi đi đường này hả? Ý mọi người. Mọi người tránh dùng những cái từ đó lên nha. Nguy hiểm lắm. Rồi đi đi nha. Hello, hello. Hello Thành nha. Nãy giờ đau tim lắm đấy em ơi. Ồ, đầu game rồi nhá, đầu game rồi. Giờ đi tìm tiếp này. Alo. À, thôi. Nhớ mở cửa trái không? Cửa trái có gì? Là tí nó chạy hả mọi người? Là tí chạy vô đây trốn hả tua? Đúng không? Suy luận người đúng chưa? Đúng mẹ rồi còn gì nữa? Đúng không? Em biết đầu tiên không vô à. Trời ơi, buồn chưa. Lúc mà anh mở livestream là cái người anh tìm trước là trà đào này, tua này, với meo này. Đấy, bộ ba hoàn hảo luôn. Mới vô là check trước rồi. Chưa ai vô hết, buồn. Buồn, nha. Buồn. Rồi, đi vô nha. Rồi mở cửa trái đi. Đúng rồi. Anh năm nay 30 nha. Năm nay 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi nha. Nếu bạn lớn tuổi hơn nói anh biết nghe để mình đổi xưng hô lại để công thức lễ nha. Ừ. Có ai lớn tuổi hơn nhớ nói biết nha để còn biết đường chỉnh á. Không là ấy hỗn lắm. Rồi. Ừ, trai mà. Ơ? Người phụ nữ, tôi thấy, ô, đừng, anh ơi, anh đừng làm vậy, anh ơi, đừng làm vậy, anh ơi, từ từ, chuyện đâu còn có đó, anh ơi, chết, con mẹ rồi, đây không phải là chuyện của anh, ê, rồi, trời ơi, sao mà nhanh vậy, chưa kịp làm mẹ luôn mọi người, chưa kịp làm con mẹ luôn á. Chạy ra cửa màu xanh lại hả? Cái game như quỳnh què đấy mọi người. Má hả? Cái thằng game nó bị điên rồi mọi người à. Cái thằng game nó bị điên rồi. Thằng game bị điên rồi mọi người. Đi thì nói chung là đi cửa đó đúng không? Trời ơi, mọi người có một ý này bây giờ nè. Nếu bây giờ em trong tình huống thực tế nha. Mọi người khi mà chạy xe hay là gặp tình huống đó thường sao? Từ lúc đó mọi người sẽ giống như là người sẽ cứng ra. Nghe tôi. Cửa. Này, nãy thấy lỗ chui không? Lỗ chui hả? Từ lỗ chui. Vậy thì chắc trước đi. Trời ơi, manh động quá. Lỗ chui qua đường đó à. Cái lỗ chui này hả? Trời ơi, má ơi. Chui vậy sao quá. Ừ, thôi kệ mẹ đi, cứ chạy học mạng coi sao. Rồi. Nghe tôi ơi, nghe nè, tôi nhắn đi. Từ. Lưu lại. Khiếp thật chứ. Nhìn bên trái đúng không?
Trời ơi, không bị ma hù rồi bị gặp cái ông đóng hù tôi đó mọi người. Nhìn thấy nãy thấy chỗ chú hả? Ở đây à? Chỗ này hả? Sao được, nguyên cái xe lăn nằm đây rồi. À là leo qua. Ê mọi người, ổng chui được nha, ổng chui qua được đó. Ổng chui qua được đó mọi người, không đùa đâu, hồi nãy khúc đầu là ổng chui qua luôn á. Không chui, nhưng mà vấn đề phải nhanh lên, vấn đề mình phải chạy nhanh lên, vấn đề phải chạy nhanh lên, hồi nãy phải quay qua nữa chậm quá, phải quay qua nữa rất là chậm mọi người ạ. À, quay qua nữa rất là chậm. Đứng này đi, rồi rồi mọi ba đi nha, mọi ba chạy này. Có chú chạy được à? Chạy đi, chạy đi. Chạy. Rồi, 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 đi, 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 nhanh lên, nhanh lên. Chạy. Ô anh ơi, từ từ anh ơi. Anh ơi. Từ từ anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi. Anh ơi. Anh đừng dí à. Từ từ anh ơi. Anh ơi sợ quá. No 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 no, no anh ơi. Cúi xuống đi. Nhanh. Không nhìn lại, không nhìn lại, đi luôn, đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Chạy luôn. Chạy. Lẹ. Lề mề quá. Rồi. À ơi. Ôi chạy đi. Trời ơi má ơi. Chapter 3 full. Trời ơi ghê rồi. À, chapter 3 rồi mọi người ạ. À. Ơi và vai mới nữa rồi. Ơi nhiều thế. Anh em lắm vai thế. Bây giờ tính ra bệnh viện này tới mấy người luôn á mọi người. Mấy cháp tôi ơi. Mấy cháp tôi ơi. À, nhiều lắm mà. Một ngày kịp không? Chết mẹ chưa? Tại ngày mai có game Việt Nam ấy mọi người. Và vai buôn kìa. Nhưng mà để ngày mai tôi coi YouTube coi game Việt Nam nó hay không nha, mới chơi nha mọi người. Game Việt Nam lấy bối cảnh Đà Lạt nha. Game Việt Nam ngày mai là lấy bối cảnh Đà Lạt. Make sure. À chờ tấm hình nữa. À vô chụp hình. 2 tiếng đúng không? Ừ về được. Tên game cái gì mà đoạt mệnh vậy, đoạt mệnh hay đoạt gì đấy, để coi lại cái tên coi. Tôi có gửi tin nhắn rồi. Check Cancel, tên game là Check Cancel mọi người, game Việt Nam đấy. Đoạt mệnh, tên tiếng Việt là đoạt mệnh nha, tên tiếng Việt là đoạt mệnh, vậy đi cho dễ rồi đi. Ngày mai mới ra mắt nha mọi người. Check đi mở cửa chắc chắc đúng không? Rồi rồi. Thiệt luôn tôi nói mấy giờ này bị gì vậy mọi người? Ở nhà không chịu đâu. Cứ phải vác cái thân vô đây cho bị bắt chơi vậy á. Kiểu cảm thấy cuộc đời nhàm chán mọi người. Khi cuộc đời nhàm chán chúng ta cần tìm cái gì đó để bà chúng ta tìm cái lý do để chúng ta yêu đời đúng không? Nơi đây thật là kinh khủng. Rồi là chúng ta tìm lý do để yêu đời đấy. Đúng không? Ồ thế. Ừ hợp lý. Khóa cửa mẹ rồi còn gì nữa. Rồi. Chụp đi. Rồi. Không mở được. Rồi đi. Ơ. Sao vậy? Ủa ai mở? Ai mở vậy? Ủa tốt thế. Rồi con dán mở hả? Ủa bạn mở hả? Ủa bạn mở hả? Rồi. Check 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 check. Nói chung là vô là check 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 hết. Tôi sẽ sắp xếp để chơi cái game, chơi lại cái game Araha. Cái này Araya nhưng mà Araha để bữa nào đi. Ồ.
Làm sao để nhìn thấy ghost là mọi người biết rồi nha, tức là mặc bộ đồ gì, bộ đồ của thầy pháp à, và sử dụng bàn cầu cơ để liên hệ và lay in cấp pin chạy đến kích hoạt đúng không? Rồi, trời ơi mấy người này liều quá mọi người ạ. Rồi rồi đi đi nhanh, đi nhanh đi lẹ. Rồi nhá, bây giờ bên đây không có gì nè. Rồi đi. Chat tiếp mọi người. Spend 1 hour kìa. Trời ơi má tối tăm vậy. Cảm ơn Út trong nhà nha. Cảm ơn nhiều. Đấy. Rồi. Ok mọi người đi 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 tiếp nha. Nói chung game này là cứ thấy đường nào đi thôi. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn bạn nhiều. Rồi. Đấy. Rồi má thấy ở hết bỏ rồi đó. Ở đây thật là tối, đúng rồi. Tối chứ. Cực kỳ tối luôn. Mà không thấy con mẹ gì hết. Và lẹ 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 nhanh lên. Tôi sẽ đi qua đây. Và có rồi chụp hình kia nhá đúng không? Chụp 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 chụp. Đọc. Ủa gì vậy? Và ngày xưa có một gia đình nọ, gia đình này đây ta phải gồng gánh cho sự ra đi của người bố. Họ đã sao? Unresponsive à, đứa con bất hiếu hả, đứa con báo đời đúng không? Với người vợ anh ấy yêu thương à, vậy hả? À nói chung là đứa con bất hiếu, mọi người dịch nói dễ hiểu như vậy nha, mình dịch đơn giản vậy thôi, đơn giản là hàng con báo đời đấy. Alo. Rồi đi. Đi nha. Rồi y khóa cửa à. Rồi như này được nữa. Đúng rồi, game ma đã sẽ cancel nha mọi người. Ngày mai sẽ ra nha. Kiên chụp. Nên chưa mở được đúng không? Rồi rồi. Ghê đúng không? Vậy là ngày mai sẽ chơi game Ma Là Đạt của mọi người. Má ơi, tôi chuẩn bị xuống tiền để mua rồi nha. Chuẩn bị xuống tiền để mua nữa rồi. Chơi xong là hòa refund nha. Nhưng mà đối với game Việt Nam nếu hay tôi sẽ vậy là giữ ủng hộ luôn. Nếu hay là tôi giữ ủng hộ luôn, khỏi khỏi hoàn tiền. Rồi, đi. Mới đầu là tính game này chơi hắc ám đó nha, mà bản hắc ám bị lỗi rồi thôi mua luôn đấy, cuộc đời là vậy đấy các bạn, dễ luôn à, ngon ngon nha. Đúng rồi. Ủa mẹ đường này đi chưa ta, sao hồi đi tùm lum rồi. Được, vậy ngày mai nha, ngày mai sẽ chơi game đó nha mọi người. Anh em chuẩn bị nha. Ừ. Rồi, hút này chắc đi rồi nè. Đi phía trước chứ nhờ. Không biết chơi như thế nào không? Ngày mai vô chơi để coi hướng dẫn sao đã. Trời ơi, cái gì mà tùm lum đường vậy? Cái đường nào? Có phải đường này đâu. À, mà cái map bệnh viện này khốn thật chứ. Ôi trời ơi. Bà Google Map à. Có mới sợ đấy mọi người. Có mới sợ đấy. Đi sao phải cứ tủ sắt à. Rồi ok. Rồi đi nha. À, game như cái quỳnh què mọi người. Khúc này chứ không phải. Hồi nãy nhớ tôi quẹo vô đây nè. Từ từ. Xem nào. Lui lại hả? Cảm ơn lớp Du nha. Hôm qua bạn đã cùng tôi gọi là vượt qua cái game khủng long tới tận 3 giờ sáng nha, tôi rất biết ơn luôn.
bạn quá nhiệt tình rồi nha, tôi đã biết ơn luôn á, cảm ơn nhiều. Chụp hình nơi có cái cửa hả, nơi cái cửa hả, sao không hiện, không hiện cái nút nhấn lên. Ờ chụp rồi hả? Ừ hôm qua nói chung là game hôm qua cũng gần xong rồi, làm nốt luôn. Mấy cái game ngắn ngắn là mình cứ chơi mấy ngày nó không có hay. Ví dụ game ngắn thì cứ xong trong ngày luôn nha, vậy nó mới hấp dẫn chứ. Đi tìm tiếp đúng không? Đấy bạn hôm qua là hôm qua khủng long á mọi người. Cái bạn nó nói là phải đặt bốn góc, đặt cái súng bốn góc á, tôi đặt bốn góc ai ngờ an toàn luôn. Hay là đặt cái súng ở đâu ấy? Ừ. Đặt đúng vị trí là tôi đứng nhàn nhã luôn. Không sợ mấy con quái tới luôn mọi người. Đó, cảm ơn nhiều nha. Ừ, có vũ khí luôn đó. Không, ngày 2 tháng 3 mới mới sinh nhật tôi nha. Ngày 2 tháng 3 thứ 7 tuần này nha. Trời ơi, sớm quá mọi người ạ. À. Rồi cảm ơn trước luôn. Rồi cảm ơn trước nha. Rồi. Thứ 7 2 tháng 3 mới sinh nhật tôi mọi người. Rồi sao? Ờ. À, cùng quẹ vậy. Game mới mà ừ. Để mai tải về xem. Gosumaru là cái gì? Đưa nào. Cửa mở đúng không? Điều này à. Anh cung song ngư à. Ờ à, dạ. Ừ thì à, anh biết mà. Ở điện thoại à. Ai gọi vậy? Trời ơi má, điện thoại nửa đêm mà. Ơ, à, cái gì vậy? Cái gì, cái tiếng gì vậy? Ai điện vậy? Cài của bò cạp á, trời ơi. Scorpion đúng không? Scorpio đúng không? Nghe máy đi. Cái gì nhà xác à? Nhà xác à? Audet điện thoại này hư rồi mà. Sao nó reng được? Điện thoại đập đá à. Rồi, tiêu. Thấy cái cửa, thấy cái này nó mở mở rồi, thấy nghi rồi. Quá tờ phát game nhà xác luôn rồi, con mẹ gì nữa. Ơ! À, alo. Quay. Nằm xuống chị ơi, nằm xuống. Chị ơi, nằm xuống. Rồi. Thank you Marisa mời tôi đi xem phim với cô ấy. À, tôi bình thường rất ghét đi ra ngoài nhưng hôm nay là một ngày rất là khác. Tôi cảm thấy không còn cảm thấy hận thù gì cả. Nên tôi quyết định đi với cô ấy. Cảm ơn Marisa. Mà bộ phim cực kỳ tệ, nó quá tệ. Nên tôi sao ta? Cảm ơn Marisa đã đi ra ngoài với tôi. Ừ. Nhớ quỳnh què mọi người. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Ủa, đèn pin tôi đâu rồi? Đèn pin tôi đâu rồi? Ui. Hello. Cái này có mở được không mọi người? Cảm ơn I love you nha. Cái mở được không? Hình như chưa mở được. Ơ, ai kia? Ai vậy? Anh ơi! Ra ngoài hả? Rồi gặp này đúng không? Gặp trên này đúng không mọi người? Là mọi ba chạy cong giò đúng không? Đi theo à? À. Đi theo rồi. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu đó? Ôi, tôi mất này, tôi mất cái điện thoại rồi. Tôi mất cái đèn pin rồi mọi người. Ôi ơi, trời trời, chết mẹ, cái này nguy hiểm nha. Cái này nguy hiểm nha, bàn nít gì chơi đấy. Bàn nít gì chơi đấy. Không đùa được đâu. Má ơi, cái số tôi về game nó cứ sao mọi người, cứ ngày nào hở đụng tí là gặp cái đó là bay mẹ nít luôn á.
Find the key to the door. Đen thiệt chứ. Để mai đi mua ly trà đào uống cho nó thanh nhiệt cơ thể coi. Thì game này tôi nóng hừng hực luôn á. Nha. Rồi. Game Thái. Ừ, game Thái nha mọi người. Rồi. Ok đi nha. Toilet à. Nói chứ tôi cũng đang mắc toilet lắm này nè. Rồi, đi. Ơ. Hello anh. Hello. À, thôi nha. Anh là anh làm vậy em mất nít đấy. À, không đùa đâu. Trời ơi, má ơi. Thôi nha anh ơi. Đừng theo em nha, mất nít em đấy. Mất nít em đấy, không đùa đâu. Đóng cửa, đóng cửa lại. Đóng cửa, đóng cửa. Ờ, đóng cửa lại thôi, đóng cửa đi. Rồi. Đấu cả tim. Vãi. Mẹ mất đất gì chơi đấy, có đùa được đâu trời. Thì cũng phải nhìn nó để biết nó có di chuyển hay không chứ. Hết hồn quỷ nha. Trời ơi. Giờ mới biết bạn trường. Vô. Ôi trời ơi, thang máy mà chậm vậy. Ơi. Ôi xong chưa? Hello hoài. Nghe này. Má nhây thiệt chứ. Tôi biết. Làm gì tiếp theo đây? Tôi cần anh tới toilet. Tôi đã bỏ cuốn sách ở đó. Chắc chắn anh lấy được nó. Cái nhiệm vụ này quá là ngu ngốc. Hãy nhớ rằng anh nợ tôi tiền nhiều lắm đấy. Tôi sẽ giết nợ của anh ra thành, tôi sẽ gạch nợ cho thành công. Rồi trái đúng không? Nói chứ tôi muốn đi toilet rồi mọi người. Chắc cho tôi 2 phút, cho tôi 1 phút nha. Chứ không tí nữa là đầu tìm đấy. Ờ em vô trễ rồi. Hello Hải nha, không sao đâu. Rồi tới. Phải nói chứ. Ê, ai vậy? Ok, để đây đi, để đây nha mọi người, để đây nha, tôi đi xíu. Không có ngưng game nha, ngưng game là bị báo lỗi 10 phút không đề xuất á. Tôi đấy hả? Được rồi, rồi ok. Rồi bấm đi. Rồi, khổ quá mọi người ạ. Rồi rồi mọi người ơi. Đi mọi người nhanh lên. Mà là cái gì? Nữa. Ủa gì vậy tua? Cái gì kia vậy? Tôi chúng ta đã hẹn trước rồi mà cái gì mà lão kéo vô gì vậy? Buồn nhờ. Bên trái đúng không? Cái gì vậy? Ôi trời. Adu. Rồi. Đâu rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Game kinh dị vãi. Vô trái à? Vô trái à? Rồi. Có the nó có ra đâu mà nấp trời.
Mở cửa à? Má anh dưới quần què vậy? Anh chơi dưới quần què đó mọi người. Tôi khiếp khiếp thật chứ, thằng làm game bị điên rồi, thằng làm game bị điên rồi mọi người ạ. Rồi mở rồi rồi đi. Làm gì làm gì nữa? Trời ơi tôi có muốn bị đâu trời. Rồi có cái công tắc rồi 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 tôi xong rồi nè, bấm rồi tôi, hay là còn nữa, hay là còn nữa, à là ngắt điện rồi đi đúng không? Rồi đi. Ủa hết à, phá đảo đúng không? Hết là phá đảo đúng không? Rồi chết mẹ rồi, phá đảo mẹ rồi, hết là phá đảo rồi kìa. Lẹ 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 nhanh lên, chạy là coi như ra luôn đó. Nhanh lên nhanh lên, phá đảo phá đảo phá đảo. Chết 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 chết, nhanh 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 nhanh. Rồi rồi rồi, đây đây đây, toilet toilet, khóa cửa à, quần què gì vậy? Hết cho bà. Trời ơi trời ơi, khóa cửa nữa, khóa cửa nữa, chơi kỳ vậy, chơi gì kỳ cục à. Rồi có buồn ở đây có gì không trời, chạy nhanh từ từ, nó chưa có dí mà mọi người dí tôi dữ vậy. Rồi what the fuck man, bỏ đi. Hello hello, đây gì ở đâu? Alo alo, không có gì qua. Vâng không phải toilet này, hắn lụm rồi mà, hắn lụm rồi, nó lụm rồi, hắn nó lụm chỗ này này, toilet mà nhiều nhiều hả? Trời ơi, toilet mà còn nhiều nhiều nữa, trời kinh thiệt chứ. Nó toilet mà còn nhiều nhiều là cách nào? Toilet còn nhiều cách nào cơ? Rồi, đây, ở đây khóa này mọi người. À, bên này, bên này. Cái gì? Cái này cái gì đây? Không thể nói gì. Look for the candles. Look for. Chưa kịp hiểu luôn á. Hello Ti nha. Hello Ti, trời ơi. Ủa hôm qua Ti nói Ti skincare xong cô coi tiếp cái mất tiêu luôn à. Buồn nhở. Nha, ok. Let's go. Ủa nó không cho mình lưu từ giấy hả ta? Cho lưu từ giấy à? Ở chụp hình lại mọi người. Không sao nha, từ từ. Ra rẽ rẽ phải đúng không? Rồi rẽ phải. Có game Việt Nam ngày mai sắp ra đấy, ngày mai game đọt mệnh đó mọi người. Game đọt mệnh ngày mai nha, ra rẽ phải gì hẳn đúng không? Rồi. Ngày mai là game Việt Nam lấy một cảnh Đà Lạt, game kinh dị. Tên là Đoạt Mệnh. Nên ngày mai sẽ like game đó nha, chicken show đúng rồi. Sao? Cuối đường trái hả? À. Trời ơi, đoạn kia nữa kìa, trời, mọi người kìa chứ. Tại sao mọi sao mà tại sao người chơi lúc sao cái viewer lúc nào cũng tìm cách để dìm tôi mỗi lúc này? Không, tại anh quay bên cái app kia. Camera chỉ quay được một một cái một bên thôi nha, chủ yếu là YouTube đấy, có gì ví dụ em muốn xem full em có thể quay lại YouTube, xem lại cũng được, sao nha, lên YouTube xem lại cũng được.
Trời ơi, thứ tình này thôi nhiều quá, không nổi. Cái gì? Cuối đường trái rồi sao nữa? Mở cửa chắc trái cái trái cây à? Trái giấy à? À trái đúng không? À rồi rồi. Đầu óc tôi nó cứ quần quần sao ấy. Được rồi. Ơ, à, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui. Sợ nha. Ok, đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Ui, cái gì nữa vậy? Cái quần què gì đây? Nó sao lại báo động? Nín, im đi. Tới công chuyện rồi, rồi, tới bố mẹ rồi. Bố mẹ rồi. Đi đâu nữa? Đâu nữa mình ơi? Đâu nữa tôi ơi? Ở đâu nữa? Đâu nữa? Ngẫm nữa. Cái gì mà ngẫm? Tự chơi à? Rồi, what the fuck? What the fuck, man? Rồi. Tình anh em chắc bền lâu nha. Tình anh em chắc bền lâu nha. Buồn. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cái gì mà nó nhìn? Ở đâu cơ? Gì mà hù ghê vậy mọi người? What the fuck? Hai Pichu. Ờ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mở trơn à. Ôi ôi má ơi. Đền thờ thời gì đây? Ờ. À là đốt. Cái gì chưa đọc kịp luôn á. Thiệt luôn, game này làm nhanh quá. Chưa kịp đọc. Ờ. À, vô check đúng không? Cái này làm gì? Lấy chìa khóa đồ trong đó à? Rồi. Làm gì nữa? Giờ... đi ra ngoài à? Ờ, mặt ai vậy? Nó thờ mặt ai vậy trời? Ra đây phải đúng không? Rồi rồi. Alo. Nay mấy giờ hả? Không. Chắc thì cứ chơi tới 1:30 vậy tính nha. Nếu em buồn ngủ nhớ nói anh biết nha. À. Tại muốn tranh thủ để mai chơi game mới này. Mới có phải. Mới có phải đúng không? Rồi. Đi. Ui. Nó tưởng cái gì? Ba. Ôi trời ơi, má hết hồn. Hết hồn. Vậy hả? Không sao. Có, em coi đây, có anh ở đây này. Em nghe tiếng của anh chưa? Nghe giọng anh chưa? Là anh đang bên em đấy nha. Rồi, ok. Rồi. Xong, đi. Đi đây. Get item là cái quân que gì đó. Mẹ. Ờ, rồi. Trời ơi. Má ơi. Ghê vãi. Còn là mới vô à. Đây. Khóa cửa rồi. Cái gì vậy? Ơ kìa. Khóa cửa con mẹ rồi. Ơ sao sao. Sao vậy? Ơ kìa. Mai mấy giờ hả? Thì ngày mai là sau 10 giờ rưỡi. Sau 10 giờ rưỡi. Nha. Về phòng tới đúng không? Đây. Ok. Ơ. 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 Trời má đốt ngay trong nhà mày xin luôn à. Đùa với tôi chăng? Đùa với tôi à. Rồi chết mẹ rồi. Là cái nến đúng không?
cái gì mà hai cái gì mà 23 giờ, mà 23 giờ rưỡi em, trời ơi, em gì mạnh quá. Rồi rồi xong, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday birthday to you. Alo. Đâu rồi? Sợ vãi. Khiếp quá mọi người ạ. À, khiếp thế. Thôi nào, 1, 2, 3, ta cùng thổi tắt nến nhé. Ôi trời ơi, má ơi, cái này là tắt clip luôn á. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chết mẹ rồi. Chết bỏ mẹ rồi. Rồi xong. Má tắt mẹ rồi. No. Oh no. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Trời ơi. Là cái quần què gì nữa. Thôi mà, cho tôi ra đi. Vãi. Thằng làm game nó bệnh hoạn gì chứ. Cái gì? Ôi! Trời ơi má ơi. Ở đâu? Ở đâu? Ở kia. Xong rồi. Xong rồi. Ở đâu nữa? Sao đi, đi đâu nữa tôi? Alo. Trời ơi má ơi, tôi đèn xanh thế. Ừ. Cảm ơn. Ra luôn, tôi biến mất luôn. Khỏi nói nhiều. À, bên phải hả? Đi ra. Bên phải hả ta? Mở nốt hả? Là sao? Ngày khóa này vô làm gì vậy hả? Ai biết, tôi đọc bị chậm, tôi tưởng đâu là phải bên đây mọi người ạ. Trời ơi má ơi, mọi người làm thế thế cơ à? Ừ, ra đây phải đây nè. Trời ơi, trời ơi. Thôi, chết mẹ luôn á, tôi mà vô là chết mẹ luôn mọi người. Gọi là nơi đây là gọi là tập đoàn John Game mọi người. Tập đoàn bữa game. Chúng ta buồn đi, vô đây là mọi người sẽ có niềm vui sảng khoái trong 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 cơn la hét không không hồi kết luôn nha. Rồi, ở đâu? Đi thẳng luôn à, đi thẳng luôn ha. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Buồn nhá. Tôi buồn nhá. Buồn. Buồn. Có những nỗi buồn không nói nên lời luôn. Vâng. Ủa qua đây sao mà tối thui vậy ta? Sao tối thui vậy? Khóa cửa. Đi đâu đấy hả? Ai đi đâu mọi người chỉ đi. Ở kia. Có cửa mở ở cửa đâu? Ở đâu cơ? Ở đây à? Ở đây à? Bên đây à? Bên đây à? Nhìn ông đúng lắm mọi người. Lại về chỗ cũ. Có, phải về chỗ cũ đâu. Về chỗ mới mà. Có chỗ này à. What the fuck? Mục tiêu là mình vô đây nè mọi người. Mục tiêu của mình là vô đây để lấy cuốn sách. Mục tiêu vô đây nè. Ồ, má sao đây rõ chói vậy? Cửa mở đúng không?
Tụi nào mở mình ơi, tụi nào mở thì tua. Ở đâu vậy? Ra chỗ cái đèn đỏ công tắc đó. Ra chỗ đèn đỏ công tắc ở lúc đầu hả? Mẹ. Lúc đầu hả ta? Là đường nào ta? Chơi riết tôi ngu luôn rồi. Cái này là thanh máy. Cái chỗ cái đèn không nè 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 công tắc này đúng không, công tắc lúc đầu này đúng không, đây nè quay lại chỗ cái đèn công tắc đúng không, không hả, là ở đâu à, cái chỗ mà lấy tân đúng không, như chỗ lấy tân đúng mọi người, như chỗ lấy tân ấy, hình như là chỗ lấy tân ấy, lấy tân đúng không, cái chỗ mà đèn đỏ đỏ biết biết cái gì mà như nhớ vô đường này đúng không ta, đường này vô đúng không hay là đường nào, thẳng đây là không phải nè, thẳng đây là không phải. À trời ơi nãy giỡn tôi chỗ này hả, nãy đi vô hỏi mà nãy hỏi tôi đi vô đây chi vậy, hễ đầy thế nhờ. Ôi tới kìa, thằng cha nó tới kìa mọi người, thằng cha nó tới kìa, mẹ lên ơi. Rồi xong. Hết chapter luôn. Hết chapter 4 rồi. Hay quá mọi người à. May sao mày tỉnh lại đi. Trời ơi. Chị sẽ ra bảy. À là con ma giúp đỡ mình nè. Trời ơi kinh đấy. Cảm ơn Thi nha. Cảm ơn tiền nhiều, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Trời ơi còn khen ngon nữa. Sới bạn này cái gu lạ gì trời. Trời ơi. Em vô Facebook em tải hình anh đó là sẽ dễ ngủ nha. Ừ. Rồi đầu tôi đau quá. Chuyện sao với tôi vậy? Cái điều nào? Đường nào ta? Ồ, đường này chắc là đường này rồi còn gì nữa, xanh xanh thế là nó gì nữa rồi, ôi rồi ôi trắng bệt luôn, sai bét kìa thấy chưa, chờ mãi à, ra lại à. Rồi. Ok nha. Rồi. Ra lại này, tôi ơi. Rồi, đó, chỉ lại đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thẳng đúng không? Thấy chưa? Không chỉ là coi như đi sai bét luôn rồi. Rồi, đi. Explore this. À là khám phá cái tầng này hả? Đi xe acid đúng không? Rồi nhanh lên. Tại sao lại đùa vậy này, ai gọi điện vậy? Ai gọi điện này thế? Nghe. Nghe đây. Cô ra ngoài được không? Chúng ta phải nói chuyện. Không, không đi đâu. Cảm ơn tới đi, xin lỗi. Ủa? À cái này giống như là tường thuật lại ký ức ấy, Araya mà. À giống như là đang này giống như là tiện nó mới kể lại cho mình biết kìa mọi người. Rồi đi. Thế thì đơn giản. Về đi nha.
Rồi xong, khóa cửa luôn rồi. Ở đâu nhỉ? Này cửa mở này. Này cửa mở. À, tối quá mọi người ạ. Ai khóc? Ôi, chết mẹ, cái này là không được. Cái này là không được nha. Bay nít đấy. Không được đâu. Cái này là bay nít đi chơi đấy. Ơi. Aria come back. Có rất nhiều con người ở đây. Phải ra khỏi đây đi. Tôi nghe máy nè. Chưa kịp coi, trời ơi mọi người kỳ quá mọi người à. Mọi người kỳ quá à. Mọi người có đam mê kỳ vậy. Người ta thấy là phải né 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 ra. Mọi người kêu tôi quay cho quay coi kỹ xíu nữa. Trời ơi. Mọi người muốn tôi là bye bye sớm đúng không? Mọi người muốn tôi bị thanh tẩy sớm đúng không? Trời ơi, cái gì vậy trời, cái gì vậy trời? Cái gì ông nội? Con bé à? Đi theo kìa đúng không? Rồi rồi. Từ từ em ơi, em đi từ thôi. Em đi nhanh quá. Người vội quay bên đi chẳng để lại câu chi. Em ơi em về bên anh. Về đi. Đâu rồi? Ồ. À, điều này rất là tệ. Rất là tệ, tôi cảm thấy rằng có ai đó ở trong đầu của tôi nó giống như là đang cố gắng chui ra vậy. Có quá nhiều căm giận và giận dữ. Tôi gần như xém nữa là đánh Marisa hôm nay rồi. Marisa, tôi muốn bạn biết rằng có ai đó không phải tôi xin lỗi. Tôi sẽ kiềm chế nó, tôi hứa. Chết mẹ rồi. Tại sao lại ngồi như vậy? Trời ơi. No. Ai đó giúp với. Marissa? Marissa? Marisa ơi, đừng mà. Ôi. No. Oh, no, 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 no. Ui trời ơi. Không được rồi. No no. Oh no. Trời ơi cái gì làm gì dứt khoát đi. Nó cứ cảnh này hoài vậy. Nó làm gì? Nó làm gì khúc này? Nó xỉu ngay xỉu dọc luôn đấy. Rồi thôi rồi. Cuộc đời là hết. Và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh. Hãy đứng ngoài cửa kìa. Ôi. Ôi. No. No em ơi. No 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 em ơi. Từ từ từ. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No. Đừng. Đừng đừng có đừng có giùm kè nha. Get away from me. Kịp quá mọi người ạ. Xong chưa? Rồi là đen thui luôn rồi. Đen thui luôn rồi. Trời má hết hồn mọi người ạ, tôi đau tim quá. Oh, shit. Rồi, khóa cửa luôn rồi, còn gì nữa? Rồi, đi đâu đây? Đi đâu tôi ơi? Đi thẳng luôn đúng không? Ê, thẳng luôn đúng không? Yes. Ra lại à? Sợ anh kiêng nữa chứ trời.
nữa 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 cái bạn gì vậy? Rồi 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 dưới đây à? Ở đây không có mở cửa ở bên không? Hãy tự đi à, là nó có gì hả mọi người? Có được đuổi không? Có được đuổi không? Ủa khúc này là sao vậy? Rồi nha mọi người đi nha. Rồi chết mẹ rồi, tiêu rồi, thôi rồi, đời là hết, cuộc đời là bể khổ. Ở đâu? Giường nào? Alo? Nói chung chỉ nhớ là sao? Ừ. Sao mọi người? Chỉ nhớ phòng mà. Rồi hãy sell game là hãy đúng rồi đó. Nói chung là thấy sell game là chắc đúng đấy. Ơ. Rồi. Ủa má khúc này ghê ghê á. Chạy, 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 chạy đi. Chạy, chạy. Ê, chạy, 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 chạy. Ôi, 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 ôi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy. Ôi, chạy đi. Chạy, 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 chạy. Chạy, 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 chạy. Wow. Em chết tới 4 luôn rồi. Ui. Nhảy đi. Ôi chết mẹ đạp luôn rồi còn gì nữa. Quên. Chapter 5 drama mọi người ạ. Bây giờ tôi lên Google tôi ghi còn bao nhiêu chapter nữa. Phá luôn hôm nay để mai chơi game mới nào. Game này hấp dẫn nha, rất là hồi hộp luôn. Ủa? Ủa hôm nay tôi tưởng nó bị rồi gì vậy chứ? À chưa. Dở qua đằng này này. Còn một chapter đúng không? Ok. Anh nói gì? Anh nói bắt cóc một phụ nữ. Chapter tôi có chapter 8 luôn mọi người. Mấy chapter người ta? Hai mươi cháp hả? What the fuck? 20 cháp cơ. Tôi dẹp mẹ game luôn đi. 20 cháp rồi còn làm ăn cái gì nữa? Ôi trời ơi, má ơi. Má chỉ gì vậy? Một tiếng 5 phút đảo à? Mọi người thức nổi không? Ngày mai chơi game mới chứ. Rồi cái gì, cái này là cái gì? For label à. Ừ ok cái khoát nha. Rồi xong cái gì đọc là gì? Kumantong à? À Kumantong có hai loại, một là giúp đỡ thân chủ, anh ấy sẽ hành động giống như là thần hộ mệnh. Rồi à Kumantong tốt này. Thôi, thôi 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 quá phũ phàng rồi nha. Ừ rồi đi ra gần cửa rẽ trái à. Ra gần cửa rẽ trái. Ở khoan khoan lộn 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 ra gần cửa rẽ trái không mở hả? Trời đất quỷ thần ơi.
Phủ chưa kìa. Chỗ này hả? Không có khác nhau đâu. Dạ thế cơ à? Ừ. Đi ra à, ra ngoài luôn hả? À, ra ngoài luôn hả mọi người? Có ra được đâu? Rồi bây giờ chạy áo về ra đây này. Rồi ở đây. Đấy. Ủa ai vậy? Anh ơi. Ôi, ai thế? Hello. Hello. Má ơi. Thứ quá mọi người. Ok nha. Cái gì vậy? Mở. Đi. Đi lẹ. Ui, trời ơi. Cái gì đây? Zero không vậy? Zero không vậy? Mình đến đây à? Anh em phải rồi. Cái này không phải rồi. Nhà phải đi đây chứ. Thấy có người trên đường hả? Hay vậy. Ui. Trời ơi má. Khiếp. Nha. Trời ơi em sợ đâu có tim. Đâu có tim rồi mọi người. Trời ơi trời ơi trời ơi. Ủa tôi mới làm cái gì vậy? Khoan, bên ô rồi siêu à. À đốt phong ấn hả mọi người? Đốt phong ấn hay gì á? Mở. Ui. Rồi nha, thôi nha. Một đứa. Rồi. Vào đây đúng không? Tiếp. Ui rồi. Khiếp vậy, khiếp vậy. Ơ. À. Ui. Ở đâu? Ui. Má ơi có tự mấy cái gì đây? Mấy cái gì đây? Tôi hợp đủ 5 cái đốt nó à. Mấy cái rồi? Mấy cái rồi mọi người? Mấy cái rồi quên rồi. 4 hả? Ok, 4 cái đúng không? Ui. Như vậy là không được nha. Rồi. Ơ. Đi. Ơ. Ở kìa. Ủa được. Cái phòng nãy phòng ở đâu vậy? Quên rồi. Có phòng nào? Tôi quên mẹ rồi. Tôi quên mẹ rồi. Cái phòng cúng hồi nãy phòng nào quên mẹ rồi. Trời ơi. Cái đầu óc tôi nó lẩm cẩm thế. Ở đây à? À. Quỳ. Gì vậy? Rồi sao nữa? Đủ chưa? Xong chưa?
Như vậy đủ chưa tôi? Giờ làm gì nữa? Giờ làm gì đó mọi người? Game gì vậy à? Game Araya nha. Có phải màn hình nha mọi người. Trời ơi má. Má. Làm sợ quá à. Rồi sao đứng hình luôn rồi. Đừng nói là đứng game nha. À làm sao. Nó nằm mơ nữa. Nó nằm mơ nữa rồi. Ai nằm mơ nữa rồi. Đâu? Đâu cơ? Ở đâu nhờ? Mày đi bắt lại đúng không? Ok, mọi người làm lại nha. Rồi chắc thử mấy cái cửa xem. Ở đây 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 đây. Có. Trời ơi, em ơi. Em làm cho em đi đây rồi sao anh qua. Rồi nha đi nha. Cửa đầu phải mở à. Đi. Khóa rồi. Khóa rồi mọi người. Đó anh bắt được em rồi. Ừ bắt được coi đi rồi tính. Alo. Rồi vô. Sạch được khi nữa chứ. Có cửa mở hả? Ở đâu cơ? Đây à? Tìm đúng không? Cửa này không mở được. Không mở được rồi. Ở đây à? Không tìm thấy mọi người ạ. Ơi, không thấy đường luôn á. Màu đỏ đúng không? Không mở được nè. Nó không mà mở được rồi mọi người. Nhiều tầng đúng không? À, nhiều tầng hả? Rồi đi lên nữa hả? Ừ, từ từ đi tìm xem. Xuống đất đúng không? À, xuống đất à. À, là đi xuống đất mọi người ạ. À. Phải đi xuống đất. À, méo hiểu nổi. Lên cầu thang đúng không? Rồi, đi đâu đây? Ở đây à? Đúng mà nó rồi chứ gì nữa. Có cơ rằm mà nó rồi. Có cơ rằm mà nó rồi. Rồi nhảy xuống rồi đi luôn đấy. Em này. Rồi đi. Ơ đi quần lại à. Đi quần lại à. Hình như nghe cái tiếng nó đánh trống mọi người, mình đi theo đấy. Rồi. Ủa đường này không được ta? À đây nè. Trời ơi. Khó dữ vậy trời.
tìm đường khó bỏ mẹ luôn á. Rồi sao nữa đây? Nửa hù nữa, kỳ quá mọi người. Không chắc không chắc gấu AM nữa là không chắc đúng không? Ý là nhắc nhở đừng có chắc con gấu hay gì. Đừng có chắc con gấu hả? Vô chập chìa khóa liền vậy. Sao? Vô đọc con gấu hả? Rồi, rồi. Super Teddy Bear. À. Ok. Rồi, chắc rồi mọi người. Ok, chắc rồi nha. Giờ chắc gì nữa? Lúc này rồi này. Để tìm mà chạy. Chưa ý trên em kêu chạy là sao? Rồi là chỗ hồi nãy đứng quá. Rồi ok. Ok, để lên chỗ nhỏ đứng nè. Rồi. Ok nha. Đi 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 nhanh lên nhanh lên. Xem nào. Đến nơi rồi. Đi đâu ta? Bí luôn á mọi người. Hết cái đường rồi. Đây làm gì nữa? Làm gì nữa? Cái gì chỉ không nghe cái gì? Đọc con cấu rồi mà. Đọc con cấu rồi. Cái gì? Hồi nãy đọc con cấu rồi mà. Từ từ. Từ từ, tôi bị loạn chữ rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Tôi đọc con gấu rồi mẹ. Còn có rẽ trái à. Ui rồi ôi. Vô lại đường về, về cũ ha. À vậy ha. Trời đất quỷ thần ơi ai nha. Bởi vậy mới nói. Khổ ghê mọi người. Rồi. Ui. Cái đường này nó cứ là lạ mình sao mọi người. Đi hồi giống như mình đang lạc trôi ở đâu đấy. Rồi. Ẩu. Ẩu quá. Rồi lên tầng đúng không, lên tầng hả? À lên tầng cao nhất. Ở đâu cao nhất? Mở cửa là đi cái thang này đúng không? Đi thang này nè, hình như đi cái thang này đúng không? Tìm cửa hả? Tìm cửa hả? Sao? Sao đây mọi người? Qua chỗ con nãy đứng hả? Từ rồi để tìm nè. Xem nào. Cái gì đây? Này đi rồi. What the? Ui. Kia kìa. Đấy. Chính xác rồi. Quái ca trưởng. Alo.
Đâu rồi? Đâu rồi? Hồi nãy con bé nó mới xuất hiện xong. Hiện nó chạy qua mình luôn hay sao mọi người? Ờ như nó mới chạy qua mình luôn đấy. Đây à? Lên được không? Không leo được à? Chỗ này nó cứ hoàng hoàng sao mọi người? Từ nó hơi hơi bị loạn cào cào rồi. À thì lên cái gì? Rồi nhanh 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 nhanh. Rồi nhé. Rồi. Sao nữa? Này không mở được này. Mở cửa thêm, mở cửa thêm. Cái này khóa. Cái này mở. Khóa rồi, mấy cô đã khóa rồi. Mấy cô đã khóa rồi chứ. Mấy cửa đỏ là khóa rồi chứ. À, khóa hết trơn rồi. À đây nè. Trời đất quỷ thần ơi. Rất là chán quá mọi người. Rồi. Nhắn. Rồi. This. No. Hello. Bên kia. Kêu chỗ con nãy đừng nhìn hệ quanh nữa. Sao bây giờ làm gì? What the fuck? Baby boy à? Trời ơi. Daddy à? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi xong rồi. Má ơi, xàm thế. Game game này đúng là bệnh hoạn mà. Alo. Nghe. Sếp à ơi, cô chân. Rồi. Rồi. Chạy đi mà còn chạy đi. Chạy đi, đừng có coi nữa. Chạy đi. À! Đừng. Trời ơi. Từ từ, người ta đang rung mà. Ý lẹ lên. Nhanh. Cứ nói chuyện. Lẹ. Đéo nói nhiều. Đi liền. Đéo nói nhiều đi liền. Tại sao không bấm nút E rồi mà nó lại bắt mình bấm con chuột. Là làm cái quần què gì mà lâu thế. Là trời ơi. Là quần què gì mà lâu vậy. Ơi chum mà chum chum chum. Nhanh. Ơi trời ơi. Ơi trời ơi. Khiếp quá. No, no, tôi không nghe gì hết. Chạy, chạy, chạy. Thôi chạy đi. Ôi, má ơi, cho tôi nằm rồi mọi người. Má ơi, ghê quá. Ồ, rồi. Đỉnh luôn rồi mọi người. Mày hả bưởi? Ôi, má ơi, sợ quá. Thấy tôi xấu luôn, buồn. Mới quen buồn rồi. Ôi dồi ôi. Sorry mọi người nha.
thì cái mấy mấy cái khúc mà kiếm đường á, lòng vòng đầu óc tôi nó bấn loạn lắm, thấy chưa, chắc em đi à, ngon không có tôi là coi như nãy giờ tôi mất bọc luôn rồi, nãy giờ mất bọc ở đâu rồi. Rồi hồi khổ ghê, nghe lên chút ngày mai game mới nhá, 1 tiếng à, chết mẹ chưa, cha mẹ ơi căng nhỉ. Nó vợ trời ơi, thằng này không cho mình ra mà nó cứ bắt mình làm nhiệm vụ hoài vậy ta. Mừng hả? Ủa phải mừng chứ. Rồi, explore the old building. Explore. Sao không về đi mà explore chi nữa trời. Về mẹ đi. Rồi thôi bỏ đi, bỏ đọc nữa. Rồi đi. Nói chung là tốc độ rồi mọi người, ngày chơi tốc độ nha. Ơi ơi. Nó hoàng hoàng cái chỗ hồi nãy ấy, bởi vì nó mới chậm. Đây là tòa nhà mà mọi người rơi xuống sao? Rồi thứ ở trong bản tin. À nơi này nhiều người bị nhiều vụ tự sát đấy ha. Be lost. Ở đây là đâu? Ở đây là mẹ đấy. Ui. Ui rồi ôi. Rồi để lên. Nhà xe. Game này tên là Araya nha. Game Thái vậy bạn ơi. Ui dồi ôi. Ui vậy? Cái gì vậy? Từ từ. Từ từ nha. Ở đâu cơ? Ui giời ạ. Nó lấy a heartbroken student, học sinh tự ấy hả? Ủa ở đâu vậy? Sao rồi? Ở đâu nữa? Đâu nữa? Game này trên Steam nha. Ừ. Rồi nhanh lên. Xuống nữa. Rồi. Ôi. Nhanh lên. Ủa ai kìa? Ủa ai kìa mọi người? Cái gì? Rồi anh ơi, được anh ơi. Rồi xong luôn. Vâng. Trời ơi, chưa gì hết trơn anh nhảy mẹ xuống rồi. Ok nha. Ok đi nha mọi người. Mấy thằng game vãi hoàng đâu. Nó tự làm mà, tôi có làm gì đâu mọi người. Tụt phát men. À. Chưa kịp nói gì là nhảy xuống luôn rồi mọi người. Ok nha. Ok mọi người. Rồi đi đi nhanh lên. Xe game rồi. Explore this floor. Đấy. Như cái tờ ngày nãy mới đi đúng không mọi người? Cái chỗ của hàng cảnh sát ấy. Đấy, đúng không? Sẽ đang nhiều đấy. Sao? Cảm ơn đã không đợi anh này. Cái gì vậy? Cái gì? Hả? À, luôn anh làm gì ở đây vậy? Thật là tốt gặp anh. Hãy giúp đỡ tôi đi, Rama.
Ấy, là cái hàng lấy dù kia đúng không? Tôi không nói đâu. Chúng ta cần phải gọi cho cảnh sát mọi người ạ. Thế lại có một vụ án. Chúng ta cần phải báo cảnh sát. Đấy, mới nói. Thế chúng ta nhanh lên, chúng ta phải giúp cô ấy đấy. Nhưng mà exit ở đâu? Đi thẳng lối này. Anh cần phải đi xuống dưới và cửa sẽ mở. Yeah. Có để đấy đúng không? Trên trên giường à? Trên giường à? Ở đâu? Ở đây đây đây. Làm sao để thấy à? Thì chuyên lét du Sambera sao bỏ đi. Mấy cái này ghê quá. Cái gì đây? Cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Trời ơi! Cái gì ghê vậy nè? Ở đang đồ cúng mà. Rồi. Chạy thôi. Chạy nha. Chạy đi. Để xem nào. Từ từ nha mọi người đi nha. Sao? Cái gì kìa? Từ từ phía trước kìa, phía trước, phía trước. Nữa, ôi. Ui rồi ôi. Mấy cái tiếng nó giống con ma Nhật quá mọi người. Giống con ma Nhật trong cái nghe trong cái phim The Cruise ấy. Zoo on ấy. Kê đi nha. Kê đi nào. Rồi mở. Không mở được. Sao tự nhiên đứng game vậy trời. Rồi đi. Ui. Hết đường, hết đường. Hết đường hả? Khi mà thái vậy mọi người. Rồi. Let's go. Lúc này như thế nào? Trời ơi, chụp hình. Cái gì chụp hình nè. Trời ơi, lại nữa. Lại nữa. Trời ơi, lại nữa. Ôi trời ơi. Tua chỉ nè. Trời ơi. Cái chụp bóng à. Coi chừng bị ban nít đấy mọi người. Không đùa đâu. Rồi xong. Ôi trời ơi má ơi. Về sao sống. Về sao sống. Đi. Cho tôi đi đi. Không cho đi rồi mọi người. À ý kia là nó ép mình á. Tôi nghĩ là nó ép mình đi chứ. Tôi nghĩ là nó ép mình đi với mọi người. Ghê đi nha. Ok, tới 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 tới, có cái hình thờ kìa mọi người. Nó có hình thờ kìa. Ui. Lấy. Rồi. Rồi gì nữa. Chơi đi nghe hả? Ủa là tôi đi đâu? Tôi đi ngủ trước à? On Island. Rồi. Ngủ hả? Ok, thôi cũng được. Ok, cũng được. Nếu ai mệt thì thôi cứ ngủ nha.
Rồi rồi, tôi đi tiếp đây. Rồi. Ok, tôi cứ ngủ trước nha. Ừ. Ok đi nào. Ui vãi. À, tắc kè. Ui. Tắc kè. Đâu thế? What? Ok, liều hơn mọi người. Thử thách phá đảo mà tôi phá đảo một mình nhé. Ừ. Yeah, vừa ngủ chưa à? Cầm nó nắm được chứ. Không, cái đó là tắc kè đấy. Ờ, đi đường nào ta? Ờ, cúng đúng không? Rồi. Đốt. Làm gì? Ma. Ma. Ôi. Rồi, chết mẹ. Chết mẹ rồi. Cái gì vậy tua? Trời ơi đi sao? Hết rồi. Ôi. Rồi. Được chưa? Yeah. Ok. Như thế nào nhỉ? Không có giờ đúng không? Sao Thanh muốn sao ta? Hay để mai tiếp đi mọi người. Để mai tiếp đi chứ để mai hay để mai ấm lu game, lu lu game, trời đất. Trời đất ơi, ra chỗ nãy à. Lu game chứ đi ở nha. Cho nó hiện cái show game cái đi đó mọi người. Ừ. À, mai chơi tiếp, vậy là ngày mai chơi hai game kia nha. Ừ. Trời đất. Rồi, vậy này mai. Rồi, sao game rồi. Hay quá. Rồi. Mai game Việt Nam. Ừ. Ê, cỡ này bao lâu nữa mới hết Hưng ơi? Cỡ này là hết chưa? Cỡ này còn mấy tiếng nữa? Cỡ này còn mấy tiếng nữa? Cỡ này còn mấy tiếng nữa để canh nè. Này mốt chơi à? Ờ cũng được. Một tiếng á. Ờ thôi đi đi ngủ đi mọi người. Nếu vậy ngày mai game Việt Nam mốt chơi tiếp. Ừ. Rồi chơi sâu đi nhá. Ừ. Thế mai. Mai mai game Việt Nam nha. Trời ơi. Thế là chưa hoàn tiền được rồi. Tức. Thôi, để mai đi, tại nhiều bạn ngủ rồi nha, nhiều bạn ngủ rồi, để mai chơi tiếp đi. Ừ, bye Hải nha, cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn nhiều hôm nay nha, rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tôi nhé, ngủ ngon nha mọi người. Yes, ngủ ngon nha. Ừ, cảm ơn mọi người, tôi tắt máy luôn. Đúng rồi, ngủ 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 thôi, ngủ.